shit regardless. Bước 1, hòa tan bột sắn. Với bột sắn đá, chúng ta cũng làm như bột sắn nóng mà thôi. Hòa tan 25g bột sắn với nước lọc. Nhưng với bột sắn đá thì mình sẽ cho nhiều nước lọc hơn. Đầu tiên, 25g bột sắn. Ok. Với bột sắn này nó có cục to cục nhỏ nên là rất khó để căn đúng 25. Tiếp đến là 200ml nước lọc. 200ml nước lọc. Ta khuấy đều lên để hòa tan bột sắn với nước. Khi khuấy bạn nên nhớ là chúng ta sẽ cầm vào đáy cốc, không cầm lên cao để tránh trường hợp vân tay chúng ta bị bám vào viền cốc. Đến lúc mà khách uống thì khách sẽ nhìn thấy và cảm thấy là không đủ, không đảm bảo. Cốc bột sắn này mình sử dụng cốc thủy tinh thẳng đứng có định lượng là 300ml. Và đây mình nghĩ cốc thẳng đứng này là cốc phù hợp nhất cho ly bột sắn đá này. Ok, chúng ta đã hoàn thành xong bước 1, hòa tan bột sắn. Bước 2, tạo ngọt. Bước 2, tạo ngọt. Chắc bạn đã biết 5ml chanh và 20ml đường. Năm ml chanh tương đương với nửa quả chanh. Hai mươi ml đường. Tổng là 25ml. Rót xuống cốc. Khuấy đều. Ok, chúng ta đã làm cân bằng hương vị của ly bột sắn đá này. Bước 3, làm đầy cốc và trang trí. Tiếp đến với bước 3. Bước 3 chúng ta vẫn làm đầy cốc lên và trang trí cho nó. Đối với nước bột sắn nóng thì chúng ta sử dụng nước sôi, còn bột sắn đá chúng ta hãy sử dụng đá viên. Tôi sẽ sử dụng từ 1 đến 2 viên đá to. Nếu đã đầy thế này rồi thì chúng ta chỉ sử dụng một viên mà thôi. Đầu tiên tôi sẽ cắm ống hút trước để phần trang trí sẽ không bị trôi nổi đi đâu cả. Khác với bột sắn nóng, bột sắn đá sẽ có trang trí khác nhưng vẫn chủ đề là chanh và lá bạc hà. Chanh và lá bạc hà sẽ tạo độ tươi mát hơn cho đồ uống, cảm giác bắt mắt và mát mẻ hơn. Mình sẽ khoét một lỗ ở giữa, một nhánh lá bạc hà. Ôi, nhánh này đẹp quá. Vuốt lá lên.
chúng ta đã trang trí cho ly bột sắn này bắt mắt hơn, đẹp mắt hơn. Và hãy lưu ý nhé, khi làm thả trang trí hãy đảm bảo tay mặt của bạn đã sạch. Công thức bột sắn đá: bột sắn 25g, nước lọc 200ml, đường 20ml, cốt chanh tươi 5ml, đá viên 1 đến 2 viên, lá bạc hà 1 nhánh, lát chanh tươi 1 lát. Như đã nói với bạn, lãi từ gốc bột sắn giúp chúng ta thu được số tiền gấp 9 lần giá cốt bỏ ra. Hãy cùng xem chi tiết nhé. Bước làm bột sắn đá. Bước 1: hòa tan bột sắn. Cho 25g bột sắn vào cốc thủy tinh, rót 200ml nước lọc và khuấy tan bột sắn. Bước 2: tạo ngọt. Rót đường, cốt chanh tươi vào cốc. Bước 3: làm đầy cốc và trang trí. Cho 1 đến 2 viên đá, cắt lát chanh tròn, cắm lá bạc hà vào giữa, thả lát chanh vào giữa cốc. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài học này. Bạn ấn tượng thế nào với ly bột sắn này? Hương vị thanh mát hay số lãi khủng? Hãy cho mình biết bằng cách bình luận xuống phía dưới. Xin chào bạn và hẹn gặp lại bạn ở bài học sau.